thích ăn gì nhất các em nhỉ? Thỏ thích ăn nhất là củ cà rốt đấy. Bây giờ chúng mình cùng Su Su đọc bài thơ Củ cà rốt các em nhé. Củ cà rốt. Lá xanh, củ đỏ, lớn nhỏ, bên nhau, đất đội, ngấm đầu, nhảy lên, đẹp thật. Tên em, cà rốt, củ đỏ, lá xanh. Chúng mình cùng đọc lại nào. Củ cà rốt. Lá xanh, củ đỏ, lớn nhỏ, bên nhau, đất đội, ngấm đầu, nhảy lên, đẹp thật. Tên em, cà rốt, củ đỏ, lá xanh. Củ cà rốt có màu gì các em nhỉ? Đúng rồi, củ cà rốt có lá xanh và củ màu đỏ đấy. Trong củ cà rốt có rất nhiều vitamin A, tốt cho mắt. Các em nhớ ăn thật nhiều cà rốt để đôi mắt luôn khỏe mạnh nhé. Nhớ ôn lại bài thơ và đọc cho bạn bè nghe. Hẹn gặp lại các em. Mỗi khi vào vườn bách thú, các em thích ngắm con vật gì? Bạn Su Su thì thích nhất là con công đấy các em ạ. Con công trông thật sặc sỡ phải không nào? Hôm nay chúng mình cùng bạn Su Su học bài con công nhé. Con công. Tập tầm vông, con công nó múa. Nó múa làm sao? Nó chũm chân vào, nó xuê cánh ra, la 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 la. Con công trong bài thơ trên múa như thế nào các em nhỉ? Hãy cùng Su Su đọc lại một lượt nữa nhé. Con công. Tập tầm vông, con công nó múa. Nó múa làm sao? Nó chũm chân vào, nó xuê cánh ra, la 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 la. Con công múa như thế nào các em? À, con công chũm chân vào rồi lại xuê cánh ra phải không nào? Các em hãy thử múa như vậy xem sao nhé. Các em nhớ học thuộc bài thơ và đọc cho bạn bè nghe nhé. Chào các em. Chào các em có nghe thấy tiếng gì không? Đó là tiếng mưa rơi đấy. Hôm nay các em cùng bạn Su Su học bài thơ mưa rơi nhé. Mưa rơi. Tí tách đều đều, từng giọt mưa rơi. Mưa xanh cây lúa, mưa mát cánh đồng. Mưa cho hoa lá, nảy lộc đâm chồi. Từng giọt, mưa rơi. Chúng mình đọc lại một lượt nữa nào. Mưa rơi. Tí tách đều đều, từng giọt mưa rơi. Mưa xanh cây lúa, mưa mát cánh đồng. Mưa cho hoa lá, nảy lộc đâm chồi. Từng giọt, mưa rơi. Giọt mưa thật kỳ diệu đúng không nào? Mưa khiến cây lá xanh tươi, mưa làm mát cánh đồng, để cây cối nảy lộc đâm chồi. Mưa còn đem đến cho chúng ta nguồn nước trong lành nữa. Vừa rồi, Su Su đã cùng các em học bài thơ mưa rơi. Các em nhớ luyện đọc ở nhà nhé. Hẹn gặp lại các em. Mình
tôi dài rộng, có nhiều chỗ ngồi, muốn đi cùng tôi phải vào đúng bến là xe gì các em nhỉ? Hãy cùng bạn Su Su khám phá xem đó là xe gì các em nhé. Ô tô buýt. Ô tô buýt cả tuần đi hoài không được nghỉ. Ô tô buýt mỏi chân, vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Ôi giá được một lần, ôi, nằm dài trên giường quá. Nghỉ. Thương cho ô tô buýt suốt ngày đi và đi. Các em đã có đáp án cho câu đố của chị chưa? Đó chính là chiếc ô tô buýt phải không nào? Chúng mình cùng đọc lại một lần để xem chiếc ô tô buýt làm việc như thế nào nhé. Ô tô buýt. Ô tô buýt cả tuần đi hoài không được nghỉ. Ô tô buýt mỏi chân, vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Ôi giá được một lần, nằm dài trên giường nghỉ. Thương cho ô tô buýt suốt ngày đi và đi. Chiếc ô tô buýt thật là vất vả đúng không các em? Cả tuần ô tô buýt làm việc mà chẳng được nghỉ ngơi. Các em có thấy thương chiếc ô tô buýt không? Chúng mình nhớ học chăm chỉ và đọc cho ba mẹ nghe nữa nhé. Hẹn gặp lại các em. Hôm nay chị có một câu hỏi muốn hỏi các bạn nhỏ. Con gì tám cẳng hai càng, chẳng đi mà lại bò ngang cả ngày? Các em có biết đó là con gì không? Hãy cùng bạn Su Su đọc bài thơ sau đây để tìm ra câu trả lời nhé. Con cua. Con cua tám cẳng, nghênh ngang hai càng, đeo chiếc yếm trắng, dạo chơi đồng làng. Chúng mình đọc lại một lượt nữa nào. Con cua. Con cua tám cẳng, nghênh ngang hai càng, đeo chiếc yếm trắng, dạo chơi đồng làng. Bây giờ các em đã có câu trả lời chưa nào? Đúng rồi, đó là con cua các em ạ. Các em hãy cùng suy nghĩ và trả lời giúp chị câu hỏi. Con cua có mấy cẳng và mấy càng? Chúc các em luôn chăm ngoan và học giỏi. Hẹn gặp lại các em. Các em ơi, hôm nay chị mời các em cùng Su Su học bài thơ Năm mảnh gỗ. Mèo con nhặt được năm mảnh gỗ rơi, sắp xếp một hồi thành ngôi nhà nhỏ, trồng hoa, trồng cỏ, xanh đỏ quanh nhà. Ôi cô mèo ta thèm vào ở quá. Ô, mình muốn vào ở trong nhà này quá. Nếu nhặt được 5 mảnh gỗ, các em bỏ đi hay giữ lại? Bạn mèo trong bài thơ sử dụng 5 mảnh gỗ để làm gì các em nhỉ? Cùng Su Su đọc lại bài thơ nhé! 5 mảnh gỗ. Mèo con nhặt được 5 mảnh gỗ rơi, sắp xếp một hồi thành ngôi nhà nhỏ, trồng hoa, trồng cỏ, xanh đỏ quanh nhà. Ôi cô mèo ta thèm vào ở quá. Ô, mình muốn vào ở trong nhà này quá. Bạn mèo nhặt được 5 mảnh gỗ và xếp thành một ngôi nhà nhỏ xíu, rồi trồng hoa, trồng cỏ khắp ngôi nhà đó. Các em thử bắt chước bạn mèo xem sao nhé. Chị tin các em cũng sẽ có những ngôi nhà nhỏ xinh cho riêng mình. Hẹn gặp lại các em.
nhấn nút subscribe để cập nhật các video mới nhất từ Bookit bạn nhé.